Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào Ngày Mới của Truyền hình Nhân dân. Mở đầu chương trình ngày hôm nay thì xin kính chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình sáng nay. Thực hiện thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn giữa hai đảng, ngày 16 tháng 12 đã diễn ra hội thảo lý luận lần thứ 8 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề Những vấn đề lý luận thực tiễn mới trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và văn kiện Đại hội 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với hình thức trực tuyến. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khăm Phăn Phởi Nhạ Vông, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định ý nghĩa quan trọng của hội thảo là dịp để hai đảng cùng nhau làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn mới trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và văn kiện Đại hội 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Trong khuôn khổ chương trình, hai hội đồng lý luận trung ương của hai đảng đã ký kết thỏa thuận hợp tác cho giai đoạn 2022-2026. Chiều ngày 16 tháng 12, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu tổ chức hội thảo Phát triển điện gió ngoài khơi vì tương lai, năng lượng sạch của Việt Nam. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nhiều tiềm năng điện gió ngoài khơi, vận tốc gió ở độ cao 100m đạt khoảng 9-10m trên giây và khu vực tiềm năng nhất là miền Nam Trung Bộ. Theo các chuyên gia, để phát triển trong tương lai, Việt Nam cần tập trung cho nghiên cứu phát triển từ việc điều tra kỹ thuật, sản xuất, xây lắp để từng bước nội địa hóa. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp có sự đầu tư, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ. Với sự tham gia của gần 500 đại biểu trong và ngoài nước, đại diện các bộ, ban ngành trung ương, địa phương cùng một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam, hội thảo là diễn đàn để thảo luận tìm các giải pháp, cơ chế đột phá để phát triển năng lượng theo nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiều ngày 16 tháng 12, bão Rai tiếp tục mạnh lên thành cấp siêu bão, với sức gió mạnh nhất là cấp 16, giật trên cấp 17. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Rai là trường hợp hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây và có cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Vị trí lúc 16 giờ ngày 16 tháng 12, bão Rai hoạt động trên vùng biển Philippines với bán kính gió mạnh trên cấp 6, rộng khoảng trên 300 km. Đến chiều và tối ngày 17 tháng 12, bão Rai sẽ vượt qua khu vực phía bắc của đảo Palawan, Philippines và đi vào Biển Đông, sẽ trở thành cơn bão số 9 trong năm 2021. Sau khi đi vào Biển Đông, cường độ bão giảm còn cấp 13, 14, giật cấp 17. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đây là một siêu bão hoạt động vào cuối mùa, khi đi vào Biển Đông vẫn có cường độ rất mạnh lên tới cấp 13, kết hợp với không khí lạnh tăng cường sẽ gây ra gió rất mạnh cho khu vực vùng biển giữa Biển Đông. Sóng biển rất cao nên rất nguy hiểm cho tàu thuyền, kể cả tàu có trọng tải lớn. Vì thế, tàu thuyền ngay từ lúc này cần thực hiện nghiêm túc việc tránh xa khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh, nhất là khu vực có khả năng tâm bão đi qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành công điện số 1737 về ứng phó khẩn cấp với siêu bão sắp vào Biển Đông. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển hướng dẫn phương tiện tàu thuyền di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Các bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Giao thông Vận tải, Quốc phòng và các bộ ngành khác có liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó với bão, bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển. Các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời đưa tin về diễn biến của bão, công tác chỉ đạo ứng phó để người dân có thể biết và chủ động phòng tránh. Thưa quý vị, để đẩy mạnh truyền thông mở cửa đón khách du lịch quốc tế, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã chính thức ra mắt chuyên trang Live Fully in Vietnam, tạm dịch là Sống trọn vẹn tại Việt Nam, trên website quảng bá du lịch dành cho khách quốc tế. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn số 4572 gửi Bộ Ngoại giao, đề nghị phối hợp gửi những thông tin liên quan đến chương trình xúc tiến quảng bá Live Fully in Vietnam đến các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nhằm hỗ trợ triển khai các hoạt động truyền thông thu hút khách quốc tế đi du lịch Việt Nam.
Chuyên trang Live Fully in Vietnam trên website quảng bá du lịch dành cho khách quốc tế tại địa chỉ http://vietnam.travel. Bên cạnh video clip chủ đề, chuyên trang còn cung cấp cho du khách nhiều thông tin, gợi ý theo các loại hình văn hóa, ẩm thực, sức khỏe, nghỉ dưỡng. Ứng dụng công nghệ hình ảnh 360 độ giúp du khách lựa chọn và bắt đầu chuyến khám phá ấn tượng tại Hạ Long, Hội An, Nha Trang, Đà Nẵng, Mỹ Sơn. Đây là 5 địa phương đầu tiên được chọn để thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 1. Ngày 16 tháng 12 tại Hà Nội, báo Đại biểu Nhân dân phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến, hiệu quả từ các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước. Chương trình giao lưu trực tuyến, hiệu quả từ các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước, nhằm đánh giá và thông tin đến độc giả công chúng những kết quả đạt được của các chương trình trọng điểm cấp nhà nước, những đóng góp của ngành khoa học công nghệ đối với sự phát triển kinh tế xã hội, vai trò của khoa học công nghệ trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khẳng định khoa học công nghệ chính là động lực trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời đại mới. Các khách mời tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến nhận diện những khó khăn hạn chế và đề xuất các kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả chương trình khoa học công nghệ trọng điểm trong thời gian tới. Vượt qua những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, 11 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu nông sản đã thu về những kết quả khá ấn tượng, đạt mốc là 43,48 tỷ đô la Mỹ. Theo nhận định của ngành nông nghiệp thì giá trị xuất khẩu năm nay có thể sẽ đạt được mức là 47 tỷ đô la Mỹ. Tính đến hết tháng 11 năm 2021, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản nước ta đã đạt 43,48 tỷ đô la Mỹ, vượt so với mục tiêu chính phủ đặt ra cho ngành nông nghiệp hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Nhiều loại nông sản có giá xuất khẩu tăng như hồ tiêu, cao su, hạt điều. Giá tiêu thế giới đang trong ngưỡng cao nhất trong vòng 3 năm, kéo theo giá trị xuất khẩu tiêu của Việt Nam cũng tăng tới 44%, giá cao su cũng tăng 40% và hạt điều tăng 14%. 11 tháng năm 2021 thì cái giá trị xuất khẩu đã đạt 43,48 tỷ đô la. Nếu cứ đà như tháng 11, tháng 12 đạt trên 4 tỷ thì chúng ta sẽ đạt trên 47 tỷ đô la và vượt so với lại chính phủ giao là trên 5 tỷ đô la. Trong tháng 12, ngành nông nghiệp tiếp tục dồn sức thúc đẩy tăng trưởng cho những nông sản lợi thế như hồ tiêu, cà phê, thủy sản, tăng cường chất lượng để tập trung cho thị trường có giá trị cao như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khuôn khổ triển lãm hội chợ kinh tế quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số trên không gian mạng VTech 2021 và chiều ngày 16 tháng 12 tại Hà Nội, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Thương mại Quân đội, Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Chuyển giao Công nghệ, Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học và Đại sứ quán Israel tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo Công nghệ Israel trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và dân sự với hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Hội thảo đã thu hút nhiều đơn vị doanh nghiệp diễn giả Việt Nam và một số quốc gia chia sẻ giới thiệu về giải pháp công nghệ, sản phẩm của các doanh nghiệp trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và dân sự như ứng dụng công nghệ bay không người lái trong quốc phòng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thiết bị cứu nạn cứu hộ tác chiến, nhận diện khuôn mặt dựa trên AI và thu chặn dữ liệu. Cũng trong khuôn khổ hội chợ triển lãm, trước đó đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên lĩnh vực giải pháp công nghệ sản xuất, cung cấp sản phẩm lọc không khí, máy khử khuẩn thang máy. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phát triển hệ thống giao thông, vận tải đa phương thức là một trong ba khâu đột phá giúp địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển bền vững. Ngay trong những năm đầu thực hiện nghị quyết, thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có hàng loạt các giải pháp để đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm, chủ động phối hợp với các tỉnh bạn để có thể triển khai các dự án giao thông liên vùng. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung đã và đang khẳng định được vai trò vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, đóng góp trên 45% GDP và khoảng 60% ngân sách cả nước. Tuy nhiên, các địa phương trong vùng đang phải đối mặt với một hạ tầng quá tải, thiếu sự kết nối, làm chậm tốc độ tăng trưởng của địa phương và cả vùng kinh tế. Nhận thức được những hạn chế đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định 10 dự án trọng điểm thực hiện trong giai đoạn 5 năm, trong đó có tới 3 dự án liên quan đến giao thông là đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cầu Phước An kết nối cụm cảng Cái Mép Thị Vải với đường cao tốc Bến Lức Long Thành và đường khu vực bãi sau. Sẽ tiếp tục là tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để triển khai
các cái hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, kết nối giữa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với lại là các địa phương trong cái vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đối với Bà Rịa Vũng Tàu trong cái kế hoạch trung hạn 2015 thì đối với các dự án đã được bố trí kế hoạch đầu tư, chẳng hạn như dự án đường cao tốc ngoài Vũng Tàu, rồi cái dự án cầu Phước An, nó sẽ kết nối hệ thống giao thông liên vùng giữa Bà Rịa Vũng Tàu với các cái khu vực, trong đó là nó sẽ kết nối vào cái cao tốc Bến Lức Long Thành, kết nối vào cái cao tốc Long Thành Dầu Dây, và tới đây cái đường mình đây 4 đang triển khai cái chương trình đầu tư, nó kết nối đi qua 4 tỉnh từ Long An thì Bình Dương về Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là cơ hội bứt phá để cái liên kết nối các hệ thống giao thông liên vùng. Cùng với các tuyến giao thông huyết mạch, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng chủ động huy động các nguồn lực để nâng cấp các tuyến giao thông quan trọng, kết nối các khu vực trọng điểm luân chuyển hàng hóa, các khu công nghiệp. Trong điều kiện ngân sách đầu tư cho phát triển giao thông còn hạn hẹp, để có được nguồn vốn đầu tư nâng cấp một số tuyến đường, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã huy động sự vào cuộc của các doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc mở rộng đường cùng tham gia. Thưa quý vị, hoạt động tín dụng đen đang có những diễn biến phức tạp với nhiều biến tướng tinh vi và khó lường. Thời điểm hiện nay thì các đối tượng lợi dụng sự khó khăn của các doanh nghiệp, tiểu thương và cả người dân do ảnh hưởng bởi đại dịch để có thể tìm cách tiếp cận người vay tiền. Và đặc biệt là trong thời gian qua thì đã xuất hiện những chiêu thức mới được các tổ chức tín dụng đen sử dụng để có thể trục lợi bất chính. Thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook, các đối tượng quảng cáo về việc cho vay tiền với thủ tục đơn giản, không cần thế chấp tài sản, giấy tờ tùy thân, và đặc biệt người vay có thể sử dụng cả ảnh khỏa thân của chính mình là cũng có thể vay được tiền. Đích yêu cầu ảnh và clip ấy là chỉ để cho người ta là có tâm lý là mình có ảnh và clip của người ta thôi là người ta sẽ trả tiền cho mình. Mình sẽ gây áp lực với người ta, đấy là gửi ảnh cho người ta và người ta sẽ tự hiểu. Còn trên không gian mạng, các hình thức cho vay trực tuyến, vay online cũng đã có sự chuyển đổi, hoạt động âm thầm len lỏi để tìm kiếm khách hàng. Để lẩn tránh trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an, nhiều ứng dụng cho vay đã đổi tên như UVay đổi thành eVay, xe tiền nhanh thành ví vay nhanh, hoặc một số ứng dụng đã co cụm lại như ứng dụng ví tò mò, vay 40 hay là vay vui vẻ. Người đi vay đến thời hạn đóng lãi, nếu không trả được lãi thì lại tiếp tục được đối tượng chỉ hướng đến những cái app khác, những cái trang web khác để vay tiền để trả tiếp nối cái khoản vay, dẫn đến cái tình trạng là lãi chồng lãi. Ma trận tín dụng đen vẫn phức tạp trong mùa dịch. Khi cơ quan chức năng đấu tranh bóc gỡ quyết liệt thì các đối tượng sẽ tìm mọi cách để tiếp tục hoạt động với phương thức và thủ đoạn mới. Chính vì vậy, mỗi người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào, quảng cáo hấp dẫn về hình thức, thủ tục cho vay của các đối tượng. Chỉ còn hơn một tuần nữa là tới dịp lễ Giáng sinh. Năm nay bên cạnh các mặt hàng trang trí truyền thống, cây thông tươi cũng là sản phẩm được nhiều người hết sức ưa chuộng. Dù có giá thành cao, dao động từ vài triệu tới vài chục triệu, thế nhưng các loại thông tươi được nhập khẩu từ Hà Lan, Đan Mạch hay Trung Quốc vẫn được nhiều người tìm mua. Thông tươi thì là mặt hàng được ưa chuộng trong năm nay. Thông thì có những cái đặc điểm, thứ nhất là nó có cái mùi thơm từ tinh dầu rất là ấm áp, thích hợp với cái khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, và nó cũng giữ được khá lâu, từ 6 đến 8 tuần. Giá dao động thì khoảng từ 7 triệu cho đến có những cây cao hơn 4 mét thì khoảng 60 triệu. Bên cạnh thông tươi, các loại cây như tùng, bách cũng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn do có giá thành rẻ và độ bền cao. Để tăng sức mua các mặt hàng trang trí Giáng sinh, hiện nhiều cửa hàng đã đẩy mạnh bán hàng qua thương mại điện tử, mở rộng dịch vụ giao hàng tận nơi và áp dụng các chương trình miễn phí giao hàng để thu hút khách mua sắm. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, hàng chục nghìn người tại Philippines đã phải di rời khỏi các khu nghỉ dưỡng bên bờ biển để đến những nơi trú bão khẩn cấp ở miền Trung và miền Nam trước thời điểm bão Rai đổ bộ. Chính quyền các địa phương ở miền Nam Philippines đã tiến hành sơ tán hơn 90.000 người dân tại những khu vực có nguy cơ cao, hủy bỏ nhiều chuyến bay trong bối cảnh nước lũ đã bắt đầu dâng lên tại các vùng trũng thấp. Theo Cơ quan Khí tượng, Địa lý và Thiên văn Philippines, sức gió tối đa ở vùng gần tâm bão ghi nhận ở mức 195 km/h, có lúc lên tới 240 km/h. Với sức gió mạnh như vậy kèm theo mưa to, bão Rai có thể gây ra những thiệt hại từ mức trung bình đến nghiêm trọng đối với các công trình xây dựng và hoa màu. Cơ quan Thảm họa Quốc gia Philippines cho biết đã nhận được báo cáo về tình trạng mất điện sinh hoạt và lũ lụt tại một số khu vực chịu ảnh hưởng, song chưa ghi nhận trường hợp thương vong.
Theo dự báo, cơn bão Rai sẽ quét qua vùng Visayas, các đảo Mindanao và Palawan của Philippines trước khi mạnh lên và đổ bộ vào Biển Đông, cũng như hướng tới Việt Nam vào cuối tuần này. Ấn Độ đã nhất trí về dự luật tăng độ tuổi tối thiểu được phép kết hôn đối với nữ giới là từ 18 đến 21 tuổi. Đây là quyết định được thống nhất trong cuộc nhóm họp nội các diễn ra vào tối ngày 15 tháng 12. Hiện độ tuổi tối thiểu được phép kết hôn đối với nam giới tại Ấn Độ là 21 tuổi và với nữ giới là 18 tuổi. Quyết định mới giúp nâng độ tuổi được phép kết hôn ở nữ giới lên tương đương nam giới. Chính phủ Ấn Độ sẽ bổ sung quy định trên vào các bộ luật hôn nhân. Tháng 6 năm 2020, Viện Quốc gia về chuyển đổi Ấn Độ đã thành lập đơn vị chuyên trách nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến độ tuổi làm mẹ, yêu cầu giảm tỷ lệ tử vong ở các sản phụ và cải thiện mức độ dinh dưỡng. Qua các nghiên cứu và đánh giá, đơn vị này kết luận rằng nữ giới nên mang thai lần đầu khi đã ít nhất 21 tuổi và khuyến khích chính phủ tiến hành các chiến dịch toàn diện nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. Tàu thăm dò mặt trời Parker của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã bay qua tầng thượng khí quyển của mặt trời, được gọi là Nhật Quang. Sự kiện quan trọng này đánh dấu một bước tiến quan trọng của tàu vũ trụ và một bước nhảy vọt khổng lồ cho khoa học năng lượng mặt trời. Ngày 14 tháng 12 theo giờ địa phương, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA thông báo một trong những phi thuyền của họ đã lần đầu tiên chạm vào mặt trời, nơi môi trường có nhiệt độ gần 1.100 độ C. Tàu thăm dò mặt trời Parker của NASA được phóng vào năm 2018 để khám phá những bí ẩn của mặt trời và đã du hành gần hành tinh này hơn bất kỳ tàu vũ trụ nào trước đó. Phải mất 3 năm sau khi phóng và nhiều thập kỷ sau khi hình thành, lần đầu tiên con tàu Parker cuối cùng mới chạm được vào vành nhật hoa của mặt trời. Cũng giống như việc hạ cánh trên mặt trăng cho phép các nhà khoa học hiểu được nó hình thành như thế nào, NASA cho biết việc chạm vào vật chất mà mặt trời tạo ra cũng sẽ giúp các nhà khoa học khám phá thông tin quan trọng về ngôi sao gần nhất của trái đất. Tờ Financial Times đã vinh danh Elon Musk, giám đốc của Tesla, là nhân vật của năm, khen ngợi ông vì những công việc đã hoàn thành trong việc chuyển đổi ngành công nghiệp xe điện. Tờ Financial Times đã theo dõi tạp chí Times khi vinh danh tỷ phú Elon Musk, giám đốc của Tesla, là nhân vật của năm, khen ngợi ông vì những công việc đã hoàn thành trong việc chuyển đổi ngành công nghiệp xe điện. Tỷ phú Elon Musk là người giàu nhất thế giới và công ty Tesla của ông trị giá khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ. Ngoài việc điều hành Tesla, ông còn là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX, công ty phát triển chip Neuralink và công ty dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng The Boring Company. Ngoài việc theo đuổi công việc kinh doanh chính của mình, tỷ phú Elon Musk đang theo đuổi một hệ thống giao thông tốc độ cao, được gọi là Hyperloop. Bây giờ sẽ là những nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các số báo. Thưa quý vị, cuối tháng 11 vừa qua tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có buổi hội thảo lấy ý kiến xây dựng dự thảo đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam sống xa quê hương. Bài viết được đăng tải trên báo Nhân dân số ra ngày hôm nay có chia sẻ suy nghĩ của tác giả Nguyễn Quang Trường là người Mỹ gốc Việt. Theo ông, được sử dụng tiếng Việt luôn là nguyện vọng của mọi người gốc Việt ở nước ngoài. Nếu ngày tôn vinh tiếng Việt được hiện thực hóa trong sinh hoạt cộng đồng, sẽ là nguồn động viên cổ vũ người Việt ở nước ngoài, giúp thế hệ trẻ có cơ hội tìm hiểu về văn hóa Việt ngay ở những nơi họ sinh sống, tạo nên sự nối kết, gắn bó nguồn cội, không thể tách rời. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Dù COVID-19 khiến thu nhập cũng như là nhu cầu suy giảm, thế nhưng các doanh nghiệp bán lẻ thì vẫn chi hàng nghìn tỷ đồng dự trữ hàng Tết. Thậm chí là nhiều chuỗi siêu thị còn dự trữ nguồn hàng thiết yếu tăng 25% so với năm trước. Đây là thông tin được đăng tải trên báo Kinh tế và Đô thị. Hiện Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đã kích hoạt những phương án cung ứng hàng hóa Tết Nguyên đán, chủ động xây dựng kế hoạch tìm kiếm, khai thác nguồn hàng, triển khai phương án dự trữ hàng hóa, bảo đảm đủ nguồn hàng phục vụ Tết. Ước tính là tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn Hà Nội đạt khoảng 39.000 tỷ đồng.
Dự án đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết dài 99 km, tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 9 năm 2020. Và theo phản ánh được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thiếu vật liệu san lấp, gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thế nhưng hiện nay chủ đầu tư, đơn vị thi công, chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục để đưa công trình về đích vào cuối năm 2022. Kết quả của phiên đấu giá 4 khu đất tại Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa qua có thể gây sốc với nhiều người với mức giá không tưởng là 2,4 tỷ đồng một mét vuông. Việc đấu giá đã giúp cho ngân sách thu về hơn 37.300 tỷ đồng và khiến cho chính quyền ghi điểm tích cực trong việc minh bạch hóa việc giao đất, ít nhiều tác động đến những phiên đấu giá sắp tới. Tuy nhiên, trao đổi với báo Giao thông, ý kiến của các chuyên gia cho rằng việc đấu giá này mang lại lợi ích lớn, thế nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy, đó là giá mặt bằng thì tăng và giá đất sau này tăng, giá cho thuê cũng sẽ tăng. Điều này thì gây khó khăn trong việc thu hút đầu tư vào khu đô thị Thủ Thiêm, thậm chí là cả thị trường nhà ở cho người thu nhập thấp cũng sẽ tăng theo. Theo thông tin được đăng tải trên báo Đại Đoàn Kết thì hiện nay nhiều người nuôi tôm ở tỉnh Bạc Liêu đang lao đao vì giá tôm nguyên liệu bấp bênh. Theo số liệu từ ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu, thì chỉ tính riêng trong tháng 11 năm 2021, diện tích tôm nuôi bị thiệt hại là hơn 238 ha, trong đó tỷ lệ thiệt hại 70% là 199 ha. Hiện tại không ít hộ nuôi tôm ở ấp 16 xã Vĩnh Hậu còn lâm vào cảnh điêu đứng do thiếu nguồn nước. Người dân ở đây cho biết là tình trạng các tuyến kênh thủy lợi bị bồi lắng khô cạn vào mùa khô đã diễn ra từ nhiều năm nay, thế nhưng chính quyền địa phương thì vẫn chưa hề khắc phục để phục vụ sản xuất cho người dân. Oxy lỏng dùng trong y tế không thể thiếu với các bệnh viện và đặc biệt là bệnh viện tầng 3 điều trị bệnh nhân hồi sức nặng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, khi mà COVID-19 bùng phát hàng loạt, bồn oxy được thiết lập tại các bệnh viện dã chiến. Tuy vậy, theo phản ánh của báo Tuổi Trẻ thì nguồn cung oxy cho bệnh nhân mắc COVID-19 cần hồi sức tại một số bệnh viện dã chiến ở thành phố Hồ Chí Minh được dự báo là thiếu hụt trong thời gian tới khi mà số ca mắc gia tăng, trong khi một số đơn vị sản xuất oxy lại chuyển qua phục vụ sản xuất công nghiệp. Trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội, toàn thành phố có trên 11.000 ca F0, trong đó gần 10.000 ca đang điều trị tại các bệnh viện, cơ sở thu dung, các trạm y tế lưu động. Thành phố cũng cho biết là điều trị cho hơn 1.000 trường hợp F0 tại nhà hiệu quả, thuận tiện cho người bệnh, an toàn cho cộng đồng. F0 sẽ được thăm khám, cấp thuốc và hỗ trợ chuyển viện nếu có triệu chứng trở nặng. Vậy F0 muốn cách ly điều trị tại nhà thì cần phải làm gì? Mời quý vị cùng tìm đọc bài viết được đăng tải trên trang nhất báo Lao Động. Quý vị khán giả vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin đầy hấp dẫn khác cùng với phần trình bày của biên tập viên Thanh Hương. Xin mời chị. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thúy Quỳnh. Thưa quý vị, vấn nạn gian lận thi cử được xem là đáng báo động với ngành giáo dục. Hậu quả của sự việc này gây ra rất lớn. Tuy nhiên, vấn nạn này dường như đã có hướng giải quyết khi ứng dụng phát hiện gian lận thi cử nhờ trí tuệ nhân tạo do các bạn sinh viên Trường Đại học Công nghiệp nghiên cứu và phát triển. Gian lận thi cử là vấn nạn tồn tại từ lâu, nhưng hầu như chưa có giải pháp để đẩy lùi hiện tượng này một cách triệt để. Với mong muốn góp phần làm trong sạch môi trường học đường, một nhóm sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã nghiên cứu phát triển giải pháp ứng dụng phát hiện gian lận thi cử. Ứng dụng có khả năng tự động phát hiện hành vi bất thường trong video dựa trên các dạng đặc trưng khác nhau, ứng dụng cho bài toán phát hiện gian lận thi cử. Phần mềm này ấy, thì nó sẽ sử dụng input là các cái camera giám sát. Thì từ những cái cử động này, bọn em có một cái thuật toán thứ hai nữa, nó sẽ phân tích cái cử động này và nó sẽ nhận diện xem là các cái cử động này nó có rơi vào một trong các cái hành vi mà gọi là bất thường ở trong quá trình làm bài thi hay không, thì sẽ có thông báo được gửi về cho giám thị. Phần mềm có khả năng nhận diện được trên 96% độ chính xác đối với các cái hành vi mà có thể rõ ràng nhìn thấy được bằng camera, ví dụ như là quay ngang, quay ngửa, đứng lên, rồi là liếc sang hai bàn bên cạnh, liếc xuống dưới gầm bàn. Thì em nghĩ là nó sẽ giảm thiểu được cái tình trạng mà học sinh viên quay cóp hay là chép bài của nhau, hay là chép phao nữa. Thì em nghĩ như thế là tốt, bởi vì nó tạo cho mọi người cái tinh thần học hơn, tại vì người ta sẽ bớt phụ thuộc vào những cái tài liệu mà người ta quay crop. Nhóm nghiên cứu đang hoàn thành những kết quả nghiên cứu cuối cùng
hướng đến xây dựng hệ thống phát hiện gian lận thi cử, có thể ứng dụng trực tiếp tại các phòng thi thông qua hệ thống camera giám sát. Nghiên cứu khoa học luôn được coi là một trong những hoạt động quan trọng nhất của sinh viên các trường đại học, cao đẳng nói chung và trường đại học công nghiệp nói riêng. Ứng dụng phát hiện gian lận thi cử nhờ trí tuệ nhân tạo nói trên chỉ là một trong số các nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao trong thực tiễn mà sinh viên của trường thực hiện. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng như khoa công nghệ thông tin thì xác định cái sứ mệnh của mình là đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng. Chính vì vậy là bên cạnh cái việc là thường xuyên cải tiến chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo, thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là sinh viên nghiên cứu khoa học. Thì trong những năm vừa rồi thì các cái đề tài của các em sinh viên thì thường là có cái tính công nghệ cao hơn, gắn với các cái bài toán thực tiễn hơn. Những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên ngày càng phát triển với số lượng các đề tài ngày càng nhiều. Sinh viên nghiên cứu khoa học là một trong những phương thức học tập hiệu quả nhất hiện nay, bởi trong quá trình nghiên cứu, sinh viên có thể tiếp cận kiến thức lý luận và kiến thức thực tiễn thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, qua đó tạo cho mình cách học tập khoa học và khơi gợi khả năng sáng tạo. Tuy nhiên, để hoạt động này phát triển bền vững, rất cần có thêm các giải pháp cụ thể, tránh việc thực hiện theo phong trào. Đặc biệt cần có chiến lược hợp tác với doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp để huy động vốn và chuyên gia, làm cho nghiên cứu khoa học của sinh viên gắn với thực tế hơn. Thưa quý vị, khoảng 8 giờ ngày 16 tháng 12 tại km 80+530 phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 29C-62934 và xe máy biển kiểm soát 28C-103301. Hậu quả vụ va chạm đã khiến cho người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Vụ va chạm đã khiến các phương tiện nhỏ lưu thông chậm một chiều, các phương tiện lớn không lưu thông được, giao thông tắc nghẽn nhiều giờ. Lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, xác minh để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định của pháp luật. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức đưa vào thí điểm hoạt động dịch vụ xe đạp công cộng. Dự án thí điểm xe đạp công cộng được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận triển khai tại 43 vị trí trên vỉa hè khu vực quận 1 với số lượng 500 phương tiện. Hành khách sử dụng dịch vụ phải đăng ký qua ứng dụng TNGO. Dự án phát triển xe đạp công cộng này được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, tạo thêm sự lựa chọn về phương thức giao thông đô thị cho người dân đi lại và du khách tham quan du lịch. Xa hơn sẽ kết nối với các loại hình giao thông khác như metro, buýt nhanh, vận tải hành khách bằng đường thủy. Thưa quý vị, thời điểm cuối năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng ngày càng gia tăng. Đây cũng chính là thời điểm gia tăng các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó có hành vi chở hàng hóa quá tải trọng so với quy định. Tại Hà Nội, những địa bàn giáp danh luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tình trạng này. Sự vào cuộc của các lực lượng chức năng là cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo hạ tầng giao thông đường bộ. Trên tuyến quốc lộ 3, thời điểm này, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng lên đáng kể, nhất là các phương tiện chở hàng. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện liên tiếp các trường hợp vi phạm về tải trọng. Em thì em đi có ngay cái chỗ ra chỗ Vĩnh Lộc đấy thôi, nhưng mà em chở hàng thì đúng ra là số lượng hàng của nhà người ta có thế, đâm ra mình chở cũng không, nhiều lúc mà nó gần cũng không để ý lắm. Còn đây là một trường hợp khác cũng vi phạm về tải trọng vượt quá 20%. Tuy nhiên, biết là vi phạm nhưng lái xe vẫn đưa ra lý do của mình. Bản thân tôi là lái xe. Thì cái việc gọi là quá tải là một phần là do cái công việc, tức là khi công ty giao cho mình đi làm, và hai nữa là các công ty thì đều gọi là cố gắng bù đắp lại cái khoảng thời gian nghỉ dịch vừa rồi. Cái địa bàn có cái đặc điểm là địa bàn giáp danh, cái lượng xây dựng ở đây là cũng lớn và cái nhu cầu cung cấp vật liệu thì cũng gia tăng. Chính vì thế có những người lái xe biết rằng là mình chở là vi phạm, nhưng lại vì cái lợi ích trước mắt thì họ cũng đã vẫn chấp nhận cái việc vi phạm đấy và chấp nhận cái việc xử phạt. Chỉ trong một thời gian ngắn, đội cảnh sát giao thông số 15 công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp vi phạm về tải trọng. Điều đó cho thấy việc vi phạm về chở quá tải vẫn đang diễn biến phức tạp trên tuyến quốc lộ 3. Trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ kiên quyết tuần tra xử lý các lỗi vi phạm, đặc biệt là không để xảy ra tình trạng xe chở quá tải gây nguy hiểm tới người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông trên địa bàn.